Yeah, tan học rồi. Này các cậu đã biết tin gì chưa? Tin gì thế? Cậu mau nói đi. Sắp tới, trường chúng mình tổ chức cuộc thi tài năng đấy. Wow, vậy là sẽ có rất nhiều bạn đăng ký tham gia. Mà bạn nào cũng vô cùng khéo léo và tài năng. Hay biệt đội siêu khủng long Dino chúng mình cũng đăng ký tham gia đi. Ừ được đấy, chúng mình cùng tham gia đi. Nhưng nếu chúng mình tham gia thì sẽ biểu diễn tiết mục gì bây giờ? Theo mình, chúng ta sẽ biểu diễn võ thuật để cho mọi người thấy sức mạnh của biệt đội siêu khủng long Dino. Hự hạ, kyo, hự hạ. Tại sao chúng mình không biểu diễn tài năng giải toán nhanh nhỉ? Xem mình đây. 9 cộng 10 trừ 15 chia 3 cộng 4 nhân 2 bằng 22. Ý tưởng của hai anh thật là nhàm chán. Theo em, chúng mình nên biểu diễn tài năng ăn 2 chiếc kem trong 1 phút. Chắc chắn khán giả sẽ rất thích luôn. Theo mình, chúng ta nên biểu diễn một tiết mục thể hiện được đúng tính cách của biệt đội siêu khủng long Dino. Đó là vui vẻ và đoàn kết. Vui vẻ và đoàn kết sao? Khó quá đi. Cậu đã nghĩ được gì chưa Vicky? Nếu chúng ta tự sáng tác một bài hát và nhảy theo nhạc thì sao nhỉ? Wow, ý tưởng của Vicky thật là hay. Chúng ta sẽ tự sáng tác nhạc, viết lời bài hát và tập nhảy nữa. Vui quá. Chắc chắn khán giả sẽ thích phần thi tài năng của chúng ta. Chúng ta cùng bắt tay vào tập luyện luôn thôi. Biệt đội siêu khủng long Go Go Dino, tiến lên!